Giáng sinh và sự thật. Chỉ khi nào ta thực sự rơi vào tình trạng bị vu oan giáng họa, bị thiên hạ dàn dựng kịch bản mạ lì bôi nhọ với đủ tình tiết ly kỳ nóng bỏng giật gân gây sốc nhưng hoàn toàn hoặc hầu hết sai sự thật, thì lúc đó ta mới thấm thía tính mong manh và giá trị của sự thật. Sự thật rất mong manh, bởi sự thật không có tiếng nói riêng của mình, nên ai nấy đều nói về sự thật theo ý mình. Và vì trăm người trăm ý, nên không mấy khi sự thật còn là sự thật sau khi đi qua môi miệng của nhiều người. Vì trôi giạt trên môi mềm và lưỡi không xương, nên sự thật thường bị bẻ cong, bóp méo, rút ngắn kéo dài, thắt teo lại, làm phình ra, tắt xén, thêu dệt, thay đổi, đánh cháo, tùy theo cảm tính, thành kiến, chủ đích, quyền lợi, ảnh hưởng, khả năng, trình độ và cả tính khí. Do đó mới có tình trạng có tâm có tầm, nhìn khác hàng đá cá lăn dưa, tiểu nhân nhìn khác quân tử, tử tế nhìn khác phường côn đồ, chính nhân nhìn khác ác nhân, ngu si nhìn khác bậc hiền triết, thánh nhân nhìn khác kẻ điêu ngoa hại người. Trăm thứ người, trăm kiểu nhìn, trăm góc độ quan sát, trăm chiều kích nhận định. Vì thế mà sự thật khó nắm bắt như nó là. Cũng có những sự thật tuy đã được nhận ra chính xác, nhưng vì quyền lợi hoặc vì ảnh hưởng của người khác, nhất là người khác ấy lại là kẻ có quyền, thì số phận của sự thật thường cũng rất hầm hiu. Đức Giêsu đã là nạn nhân đáng thương của trò bóp méo vẽ vời, xuyên tạc sự thật do các thượng tế kinh sư biệt phái đạo diện trước tòa án Caipha và Philato, và sức mạnh đáng sợ của đạo quân đấu tố vu oan đã giáng trên Đức Giêsu bản án tử hình rất kinh khủng. Bên cạnh tính mong manh của sự thật là giá trị vô song của nó. Sự thật đầy giá trị vì sự thật có sức giải phóng người bị vu oan ra khỏi bất công và giải phóng cả người vu oan ra khỏi lầm lạc gian ác. Sự thật mang giá trị cao cả vì sự thật cứu sống khi trả lại bình an cho đời sống của người bị vùi dập, bị dẫm nát vì sự thật của đời họ hay liên quan đến họ bị nhẫn tâm phanh phui và ác ý thêu dệt tô vẽ. Sự thật còn mang giá trị siêu nhiên bởi sự thật là chính Thiên Chúa. Sự thật là chính Thiên Chúa khi Đức Giêsu quả quyết: ta là đường, là sự thật, và khẳng định ai đến với ta sẽ không lầm lạc. Đây là chân lý tràn đầy an ủi và hy vọng cho tất cả mọi người, vì hầu hết, không ít thì nhiều, không cách này thì cách khác, chúng ta đều là nạn nhân của đại dịch bôi nhọ, bới móc, vu khống, hãm hiếp sự thật. Đến trong thế giới để làm chứng cho sự thật, Đức Giêsu không chỉ làm chứng sự thật của Thiên Chúa mà còn làm chứng những sự thật thuộc về con người, trong đó có sự thật của mỗi người. Với Ngài, mọi sự thật đều được tôn trọng trong lòng thương xót. Đây là điểm rất quan trọng nơi Thiên Chúa là sự thật. Là sự thật xót thương, Thiên Chúa đón nhận sự thật của mỗi người với lòng bao dung, nên không sự thật nào dù ghê tởm tồi tệ đến đâu có thể bị sử dụng để khai thác, lên án, đánh gục. Là sự thật thương xót, Thiên Chúa cất giấu và gìn giữ sự thật của mỗi người trong trái tim để biến đổi con người nên tốt hơn khi dùng chính sự thật để giải phóng, chữa lành. Là sự thật xót thương, Thiên Chúa ôm trọn sự thật của con người trong vòng tay của người cha nhân hậu để tìm lại những gì đã mất và hồi sinh những mảnh đời đã héo úa tàn phai. Chính vì thế, Thiên Chúa của sự thật trở thành nơi nương náu của những con người vì sự thật mà phải khổ đau, vì sự thật mà phải ngập đắng nuốt cay, vì sự thật mà bị tẩy chay khai trừ. Thiên Chúa của sự thật cũng là đấng chở che bênh vực những người bị bách hại xử oan vì sự thật của họ hoặc sự thật liên quan đến họ đã hoặc đang bị ác ý diễn dịch và nhẫn tâm dàn dựng. Giáng sinh về, Thiên Chúa của ánh sáng sự thật đến, ánh sáng xóa tan bóng tối của gian dối điêu ngoa để trả lại bình an cho những tâm hồn tan nát vì không đủ sức làm chứng sự thật của mình đang bị trả đạp.
trả lại niềm vui cho những cõi lòng sầu buồn, không còn tiếng nói bênh vực sự thật đang bị đám đông hèn nhát trục lợi, a dua té tát bôi nhọ. Trả lại hy vọng cho những cuộc đời không còn đường sống vì sự thật của họ bị chiếm đoạt, cưỡng bức. Giáng sinh về, ánh sáng sự thật của Thiên Chúa sẽ là niềm ủi an cho những thân phận vì sự thật mà tơi tả. Bởi không nỗi đau nào đau hơn khi sự thật bị khước từ, vu khống lộng hành và bạo lực bóp hầu bóp cổ người mang sự thật. Thiết nghĩ khi nói, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đức Giêsu muốn mời gọi trước tiên những người đang khốn khổ vì sự thật, hãy đến với Ngài. Vì chỉ có Ngài mới là sự thật, cũng chỉ một mình Ngài mới là đấng yêu mến, tôn trọng, bảo vệ sự thật và thương xót, ủi an những ai bị quyền lực của gian dối hành hạ. Giáng sinh về, được chiêm ngắm hài nhi là sự thật của Thiên Chúa. Chúng ta xin Chúa ơn khôn ngoan và trái tim đầy lòng thương xót trước tất cả sự thật, để không sự thật nào vì chúng ta mà bị bóp méo, không nhân chứng sự thật nào vì chúng ta hèn nhát mà bị bầm dập, không người nào mang đến sự thật mà bị chúng ta tẩy chay, cô lập, khước từ. Và như thế, ánh sáng đêm Giáng sinh mới thực sự là ánh sáng của Thiên Chúa cứu độ. Ánh sáng của Thiên Chúa là sự thật thương xót và bình an. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Đôi lúc lòng ta căm thù và chia rẽ nhau, gây bao thương đau, làm sao hàn gắn cho mau. Chỉ một lần thôi hối hận thứ ta ra hòa, trái tim nở hoa tình mến thương nhau đậm đà. Đôi mắt của ta vừa nhìn những điều sâu xa, ngay trong thâm tâm bày mưu giả dối điều hoa. Những lần bỏ qua tiếng gọi thiết tha trong lòng, Chúa kêu gọi ta hãy mến thương nhau thân tình. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Yêu đuối của nhau vẫn còn từng mỗi phút giây, ta đi bên nhau đừng quên cùng nắm đôi tay. Nhìn về trời cao sẽ gặp Chúa Cha nhân từ, vẫn mong đời ta hãy cất bước quay trở về. Thế giới ngày nay vẫn còn đàn bom chiến tranh, khi anh em tôi chỉ biết giành lấy vinh quang, chẳng mang người thân đói nghèo lết lê bên đường. Biết nương nhờ ai và nỗi đau thương vẫn còn. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin
anh em, bởi vì ta có